Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững. Thủ tướng còn nhấn mạnh thêm một số nội dung, cụ thể là các cơ quan quản lý nhà nước rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, xây dựng quy hoạch, tăng cường giám sát, kiểm tra, giải quyết các vấn đề nổi lên. Các tổ chức ngân hàng, tài chính phải là khơi thông dòng vốn, giải quyết các vấn đề về tín dụng. Các doanh nghiệp bất động sản thì phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra. Do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, đầu tư không hiệu quả, cơ cấu lại cái phân khúc giá cả hợp lý để thúc đẩy thanh khoản, hướng tới kinh doanh có lãi và nhưng hài hòa. Lúc làm ăn có lãi thì bù trừ với lúc làm ăn thua lỗ, không thể lúc nào cũng có lãi được, không thể khó khăn cũng đòi có lãi. Không có ai nắm tay đến tối, gối tay đến sáng, phải góp phần vì cái chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một lần nữa. Vì các ngân hàng thì phải tiết giảm chi phí đầu vào, tăng cường chuyển đổi số, giảm lãi suất huy động với sự vào cuộc của ngân hàng nhà nước. Từ đó giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các nhóm nợ, giảm phí, lệ phí, nền kinh tế có phát triển thì ngân hàng mới phát triển được. Về chính quyền các cấp thì tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục, đẩy nhanh xây dựng các quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch kịp thời và điều chỉnh các dự án trên địa bàn phù hợp về điều kiện, về tình hình của địa phương. Một cái nhiệm vụ quan trọng khác là đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của khách hàng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng lựa chọn được cái sản phẩm tốt, phù hợp, góp phần để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Và trong cái thời gian sắp tới thì chính phủ sẽ có cái đề án riêng để phát triển nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. Thủ tướng hoan nghênh cái thống đốc ngân hàng nhà nước tại hội nghị đã báo cáo về gói tín dụng cho lĩnh vực này. Chính phủ sẽ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tổ chức các công tác truyền thông hiệu quả, đúng, trúng, kịp thời, đánh giá khách quan, trung thực, đúng bản chất tình hình, tránh các thông tin bị sai lệch. Về cái tinh thần của hội nghị là tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, không ai giải cứu cho ai. Thủ tướng cho biết sau hội nghị, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết nhưng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tinh thần hội nghị, các chủ thể phải thực hiện ngay các công việc để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.